Từ trước đến nay, gạch nung luôn là lựa chọn hàng đầu trong việc xây dựng nhà ở, công trình của người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên, gạch nung đã bộc lộ những hạn chế như tiêu tốn tài nguyên đất sét ruộng, tiêu tốn than, khả năng cách nhiệt không cao, dẫn tới tiêu tốn nhiều năng lượng. Kích thước viên gạch nhỏ nên khi xây tốn vữa, tốn công và tốn thời gian. Vì thế ngày nay, gạch không nung đang được sử dụng rộng rãi nhằm thay thế cho gạch đất sét nung. Với nhiều tính năng ưu việt như đa dạng kích thước mẫu mã, khả năng chịu lực cao, chống thấm, cách nhiệt, cách âm, giá thành rẻ, tiết kiệm chi phí nguyên liệu vữa xây và giảm thời gian thi công, đặc biệt là bảo vệ môi trường, gạch không nung đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường và đang được tin dùng trong hầu hết các công trình lớn, trong đó điển hình như tòa nhà Cang Nam cao 70 tầng, một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam. Mô hình này được coi là mở đầu cho xu thế sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường thời biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Công ty Secoin là công ty chuyên về sản xuất các loại vật liệu xây dựng không nung với hệ thống 6 nhà máy trên cả nước. Thì tại hội chợ Việt Build lần này thì chúng tôi chia ra làm hai khối sản phẩm chính. Khối sản phẩm thứ nhất là các loại vật liệu xây dựng là gạch lát ngoài trời trong nhà với những cái phong cách thiết kế rất là mới, mang tính đột phá. Và khối sản phẩm thứ hai là khối sản phẩm các cái gạch block, tức là các cái gạch cốt liệu xi măng xây dựng cơ bản mà dùng cho các cái công trình xây dựng. Thì cả hai khối vật liệu xây dựng này thì nó đều nằm trong một lĩnh vực là vật liệu xây dựng không nung, là những vật liệu mà thân thiện với môi trường và có thể đáp ứng được yêu cầu của các công trình xây dựng hiện nay. Thế thì nói về khối vật liệu thứ nhất là các cái thiết kế đột phá đối với cả gạch lát trong nhà và ngoài trời, thì chúng tôi có tung ra những cái dòng sản phẩm mới, ví dụ như là các cái bộ thiết kế được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới tại Mỹ và tại châu Âu, là những thiết kế mới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, những cái loại gạch 3D để ốp tường. Và bên cạnh đó thì cái dòng vật liệu xây dựng cơ bản chúng tôi đưa ra là gạch cốt liệu xi măng. Và đây là một cái loại sản phẩm mà thân thiện với môi trường, dùng cho các tòa nhà cao tầng. Và gần đây thì chắc chị cũng biết là chính phủ Việt Nam có đưa ra những cái chính sách rất là quyết liệt trong việc là loại bỏ những vật liệu có nung ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy nên là cái nhu cầu thị trường đối với cả các loại vật liệu xây không nung và thân thiện với môi trường thì ngày càng tăng cao. Đất để sản xuất gạch không nung chỉ chiếm 30-50% nguyên liệu. Có thể sử dụng đa dạng các loại đất từ miền núi, đồng bằng, duyên hải, đất đá sỏi không canh tác nông nghiệp và nguồn phế thải xây dựng, phế thải công nghiệp. Loại gạch này sau khi được tạo hình thì tự đóng rắn, đạt các chỉ số về cơ học, cường độ nén, uốn, độ hút nước mà không cần qua nung nóng. Gạch ép xong chỉ cần hong khô 7-10 ngày là có thể xuất xưởng. Trọng lượng mỗi viên gạch khoảng 2,3 kg, nếu đục lỗ thì chỉ còn 1,8 kg so với gạch nung thông thường là 2,5 kg. Giá thành mỗi viên gạch này ước tính thấp hơn hoặc ngang bằng gạch nung bình thường do dây chuyền sản xuất công nghệ đã được nội địa hóa tối đa. Hiện nay, các công trình như Cang Nam Hà Nội Landmark Tower, khách sạn Horizon, làng Việt Kiều Châu Âu Hà Đông, Habico Tower và nhiều công trình lớn khác luôn ưu tiên sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung. Với những ưu điểm của mình, gạch không nung xứng đáng trở thành một trong những vật liệu xây dựng được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng gạch không nung sản xuất bằng công nghệ ép rung, người sử dụng cần đặc biệt lưu ý và quan tâm tới loại thiết bị, công suất motor rung và tần suất rung, thời gian rung cho một khay gạch. Các yếu tố này rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của viên gạch. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thiết bị sản xuất gạch không nung ép rung. Do đó, người tiêu dùng cần quan tâm, tìm hiểu trước khi quyết định sử dụng nhằm mục đích có được công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn. Vừa rồi là những thông tin hữu ích mà chúng tôi luôn hy vọng phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc trang trí cho ngôi nhà của mình, sao cho vừa xinh đẹp, vừa thời thượng nhưng cũng phù hợp với ý thích của bản thân. Còn ngay bây giờ thì Lê Thanh xin mời quý vị đến với câu hỏi của tuần này.